hôm nay mình đến tham quan một vựa cây giống rất là lớn của Cần Thơ. Mới bước vào là thấy hai cây bông giấy cẩm thạch rất là đẹp như cả nhà. Wow. Rồi cả nhà cùng vào xem nha. Đây là công ty Văn Trường kinh doanh bất động sản với cây giống. Wow. Nó trùng luôn với cây bông trang. Gốc to. Giấy màu Thái. Đây là con này con kia nè các bạn. Đây là con trâu. Hai con trâu. Rồi, mình qua bên đây. Đây là con rùa. Đây là con chim. Đây là con gà. Con rùa. Trâu. Bông siro. Đây là cây siro, bông của siro màu trắng, giống bông trang quá các bạn ơi. Đây là cây siro. Cây siro cái bông thì màu trắng, cực kỳ giống bông trang luôn. Siro này các bạn ơi, cái siro này chín rồi. Wow, giống bông trang quá. Rồi mình vào trong xem. Wow, cái siro gốc lớn rồi. Các bạn xem ống nước. Ống nước người ta âm ở dưới. Ủa không, người ta đi ở trên mặt đất. Xong rồi các ống tiếp. Các ống tiếp này sẽ có nước tưới lên tự động. Đây là con rắn. Đây là mình đi vô vào vườn cây giống. Đây là những cây siro. Wow. Ta lắp hệ thống tưới tự động hết rồi cho nên rất là khỏe. Đây là con gì đây? Đây là rồng. Wow, bông siro này luôn. Chú đang tưới. Ủa chú, mình gắn tưới tự động rồi mình cũng phải tưới máy gì hả chú? Cái này ống
có thứ kiểu bét quay này tới buổi trưa. Dạ không quay thì phải dựng lên ý, con thấy có gắn hết trơn mà gắn ống cái này là để cho kẹp vô cái cây mà cứ vô cho nó đừng có bị ngấy đó. À vậy mà nãy giờ con nói là mấy ống này gắn tứ tự động hết chứ, để cho nó đứng nó đừng có bị nhả rồi này nọ. Dạ có chừng ở đây cây sigo nhiều. Sigo nhiều lắm. Dạ này em chơi mấy triệu bạc không á. Dạ sigo đang hút mà có ai dọ đó mà lấy cái mẫu đem về cầu chủ cho người ta coi đang mua đem về Vũng Tàu hay gì đó. Dạ này mà đem về Vũng Tàu phải đi xe tải tấn bự chở nó coi hàng mẫu rồi coi rồi hết chứ chở đem đi rồi. Cái này công ty này là của tư nhân hay của tư nhân hay chứ nên của tư nhân trường đó, tư nhân. Dạ dân trường văn trường nam văn nữ thị cũng làm đủ hết trơn mà. Dạ đủ trơn luôn, bông trang rồi siro rồi bông giấy nữa, giấy giấy mỹ giấy cẩm thạch đang hút. Con ở nhà con cũng bán cây nhưng mà đâu, con bông nhỏ lẻ hả? Dạ con bên Đồng Tháp. Con Đồng Tháp này cái này như mua đâu bán như thế vậy nè. Dạ, dạng như là đi công ty thì người ta sẽ săn ta mua những cây bự về nè chú. Có cây cảnh ở trước cái bự bự đó mua. Dạ. Thì mua của vườn đó. Mình bán mới có ba cái này chứ bên này dễ gì. Dạ. Rồi xong mà về uống con này con kia. Con giờ con mới được thấy bông sigo á chú. Chứ con chưa thấy nữa nè, bông sigo dạ. giống bông trang dễ sợ luôn. Dạ. Cũng giật mình đi chứ. Dạ. Con tưởng nó bông trang, ủa mà cây sigo mà. Nó chừng không có thấy rồi mới thấy cái cũng giật mình. Tại vì con có trang trắng không biết. Wow, cái trái sigo khô rồi. Cái nào nó khô quá xài được bỏ. Dạ. Quá khô rồi. Nè. Trái sigo khô còn, ủa mà trái sigo này khô mình có làm gì không chú? Khô bỏ còn nó còn mềm á. Đường á phèn nó bắt đầu ấy mới ủ á. Dạ ủ làm sigo làm nước uống á. Dạ ủ chừng tháng rồi lên men rồi. Men rồi là nó bán mất cái mùi chua. Dạ bởi vì ta làm không nước sigo trong tủ giống về trong keo á. Dạ. Úc nó cũng có ủ để bán nó nhiều lắm. Ở đây chắc có người mần cỏ rồi tưới nước thôi chứ. Hết nước thôi vậy ta. Muốn người ta mần. Dạ. Chú là chú tứ không ha? Đây bảo vệ nhưng mà vừa bảo vệ vừa tứ vừa bán đồ luôn. Dạ, chú bán luôn. Bán luôn. Dạ. Chú người ta đơn chiếc lắm. Ta tin tưởng mình. Chú ở đâu lận chú? Chủ này cũng mạnh nha, đầu tư vốn cũng nhiều à. Vốn nặng. Kinh doanh bất động sản nữa mà. Vốn. Qua wow, mấy cây sigo con này là mới chiết cả hay sao chú? Mấy cái đó là cây hột nó lên. Dạ, hột nó lên nè. Nó lên để nó bự nó bán cho người ta trồng. Dạ. 50.000 cây. Dạ. Bự nữa thì 1-200. Dạ. Đúng rồi. Cái hộp vậy. Dạ. Tại vì hộp khô này nè, rồi xong rồi mình lấy hộp này mình ương. Đãi gì cũng lên nè. Khỏi đợi nó khô. Đãi vô ba cái phân. Nó rụng xuống rồi nó. Mà nó thì chậm lớn. Dạ. Khi nó phát triển cái cây rồi là nó mới mau, còn như vậy là nó chậm lớn nữa. Trong một năm đầu như trước. À, chú ở đây là chú tỉa luôn hả? Như mấy thợ. Có thợ tỉa gì? Người ta làm, người ta sửa cây. À. Chú chỉ có tướng như coi bán rồi như nọ vòng vòng thôi. Sao? Quản lý khu vực này bằng đêm á. Đông quá, ủa nhiều quá sao chú nhớ giá hết ta? Nhớ giá luôn. Có ghi ha, ghi khu vực. Nếu không nhớ thì phải lật sổ coi. Dạ. Tao hoặc điện về cho chủ. Dạ. Chú làm đây lâu chưa chú? Hả? Chú làm đây lâu chưa? Cũng được vài tháng rồi. Dạ. Nhưng mà cái công ty này lâu rồi mà. Lâu. Nhưng mà bởi vì dân phức tạp quá.
giao cho người ta bán, mạnh ai mới bán lấy tiền. Wow. Không có tin tưởng mình cho ra cho người khác vô. Dạ. Cái người ta có cái đạo đức, cái lương tâm thì người ta không làm. Với lại người ta cũng chủ giàu quá, bởi vì không có trực tiếp quản lý ở đây được nhiều việc. Giao cho là người ta làm, người ta làm đó. Chú ở đây có nhiều loại bông trang không chú, hay chỉ có trang lớn này rồi mình uống thành con này con kia vậy thôi? Bông trang nhỏ sao cũng có, bông trang vàng. Dạ. Bông trong này bở. Dạ dạ. Quá rộng, quá rộng luôn. Để con đi gần sau xem. Ở đây trang vàng nè các bạn. Màu vàng. Chú bên kia chú đẩy cây. Dạ không. Quá siro lùng. Cái siro lùng này dễ thương quá. Cá xinh xinh. Rồi bây giờ video cũng khá là dài rồi, 11 phút rồi. Bây giờ là mình xin kết thúc cái video ở đây. Mời cả nhà và các bạn đón xem tiếp tập 2. Em sẽ review nguyên cái khúc ngoài sau cho cả nhà xem. Rộng lắm luôn. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.